cái tình quê hương, mang một cái mùa xuân để mà làm cho cái xe duyên này vui vẻ và để cho cái tình quê hương mình đổi lại. Và tôi không đi với cái hội chợ xe ra là vì đó, tôi chờ bé đạo đã mười mấy năm rồi, tôi không đi nhưng phải bây giờ vì bé đã là mang cái tiếng là lời ăn rồi chiều, đồng là mang là cộng đồng, nhưng mình học cuộc rồi á, không giúp đỡ gì cộng đồng cả. Tôi các tôi nhận định á, là vì bây giờ của nhiều người đi được mà chọn ở phe rau đi á, là phe rau mang tiếng rồi. Cho nên á, anh chị ở xem trên thì mình là cái thanh tri tổng cộng, thì người nào có tinh thần quốc gia và dân tộc thì chúng tôi theo. Kính thưa quý khán giả đài truyền hình SBTN, thành phố San Jose tổ chức hai hội xuân Tân Mão trong tuần lễ đầu tháng 2 2011 tại Vietnam Town, khu Lido Sài Gòn. Một doanh nghiệp trẻ, ông Giang Diễn Tân, lần đầu tiên đứng một mình tổ chức tại một địa điểm mới, thu hút khoảng 15.000 lượt khách tham dự vào hai ngày 4 và 5 tháng 2 2011. Cùng một thời điểm, vào hai ngày 5 và 6 tháng 11 2011, ông Lại Đức Hùng, người thường xuyên tổ chức hội xuân hàng năm, năm nay kết hợp với ông Tony Ninh, một bầu số ca nhạc thuộc TN Entertainment, và ông Victor Dương, một thành viên ban chấp hành hội doanh nhân VABA, cùng tổ chức tại địa điểm quen thuộc Fairground để thu hút lượng khách tham dự. Cả hai nơi đều có sự góp mặt của những ca sĩ hải ngoại gạo cội của các trung tâm lớn, nhiều hình thức tặng thưởng, vui chơi và sổ số trúng thưởng. Có mặt lúc 12 giờ ngày 5 tháng 2 2011 tại Hội Xuân, Phú Lưu Sài Gòn, chúng tôi ghi nhận màn diễn hành xe hoa mang ý nghĩa đặc biệt, tạo xúc động toàn thể khách tham dự. Đoàn rồng đi trước và đoàn lớn theo sau, đến để chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng và hạnh phúc. Hào hùng của cả một dân tộc chiến đấu chống ngoại xâm và chống lại bất cứ một thế lực thù địch nào có ý định chiếm chuyển đất nước của chúng ta. Rất tiếc là thưa quý vị, cho đến giờ này quê hương Việt Nam lại đang luôn trong đau khổ. Để dâng cho quan thầy trung cộng những hình ảnh của hai bà và những phụ nữ Việt Nam sẽ quyết tâm tranh đấu giặc đến nhà đàn bà phải đánh, và nhất định một ngày chúng ta sẽ giành lại Hoàng Sa Trường Sa thân yêu của chúng ta. Các vị tướng Oai Hùng, Nguyễn Huệ, Trần Hưng Đạo và rất nhiều những vị tướng khác đã oai dũng hy sinh cho quê hương. Thủ tướng của Cộng sản Việt Nam lúc đó đã ký giấy tờ để bán đất Hoàng Sa cho trung cộng. Những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh thân mình bảo vệ hòn đảo thương yêu giờ đã bị đánh cắp và phân tán khắp nơi trên thế giới. Những hình ảnh ngày xưa bây giờ chỉ còn lại ở trong ý tưởng của mỗi người. Vì những hình ảnh thành phố thân yêu của mình đang sống lại, như khi Việt Dũng nhắc đến sự hào hùng dân nước của hai bà và các tướng, rồi sự giữ nước của các chiến sĩ Hải quân Việt Nam đã hy sinh cho Hoàng Sa và Trường Sa. Những lời nói và những hình ảnh đó đã cho tôi cảm thấy quá xúc động. Nghe Lữ, tường trình từ San Jose.